Hello, xin chào nhé. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đà Phạm mình nhé. Mình là Đà Phạm đây, hôm nay là ngày Chủ nhật. Mình Đà Phạm chúc mọi người một ngày Chủ nhật có công việc cũng như thuận lợi nhé, vui vẻ nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với giá cả cà phê, giá tiêu. Ngày hôm nay cho bọn tham khảo nhé. Hôm nay Chủ nhật thì giá cả không có gì thay đổi nhiều, chỉ có giá tiêu là có hạ nhẹ thôi nhé. Mong bà con, mong mọi người hãy tự tin tham khảo giá mình, vì mình là cơ sở kinh doanh cà phê nông sản phân bón, nên mọi giá cả cà phê, giá tiêu mình đưa ra hàng ngày nó rất là sát thị trường. Rồi khi mình ra mình đã tham khảo các nơi để mình ra cho bà con tham khảo cho nó chính xác nhé. Trong thời gian qua thì mọi người ủng hộ kênh mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nhé. Mong ai lần đầu tiên xem hoặc chưa đăng ký ủng hộ kênh mình thì cho mình xin một like và một đăng ký. Và có và mọi người nhớ bấm chuông nhé để xem những video giá cả mới nhất hàng ngày của mình. Mình rất là cảm ơn. Bây giờ mình mời bà con, mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê tại tỉnh Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại tỉnh sẽ thử thay đổi gì không nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rồng Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2020.